Ngôi sao mưa bụi Mai Tuấn tuổi 55, nếu có một mái ấm gia đình thì vẫn hạnh phúc hơn. Cuộc sống độc thân thì cũng có lúc buồn, nhưng tùy theo duyên số. Tôi vẫn đang chờ duyên tới, ai mà không cần tình yêu, Mai Tuấn chia sẻ. Ở thời điểm hiện tại, dù không phải là một ca sĩ nổi tiếng đắt sâu, nhưng cái tên Mai Tuấn có lẽ cũng đã quen thuộc với nhiều người. Mai Tuấn đến với nghệ thuật cùng lúc với nghề giáo viên dạy toán. Dù được làm cùng lúc hai nghề mà mình yêu thích là dạy học và đi hát, nhưng Mai Tuấn vẫn đang trên con đường đi tìm hạnh phúc ở tuổi 55. Vụt sáng thành sao ngay lần đầu đi hát lót. Mai Tuấn sinh năm 1967 trong một gia đình không có ai làm về nghệ thuật, nên bước đầu đi hát của anh gặp không ít khó khăn. Vì đam mê ca hát nên từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Mai Tuấn đã lén trốn ba mẹ đi học thanh nhạc. Anh học rất nhiều lớp nghệ thuật quần chúng và cả học riêng nghệ sĩ ưu tú Thanh Trì, cô giáo của rất nhiều ngôi sao ca nhạc ở phía Nam. Bên cạnh đó, Mai Tuấn cũng hăng hái tham gia phong trào các câu lạc bộ ca nhạc. Thuở mới vào nghề, Mai Tuấn thần tượng ca sĩ Lê Tuấn khi có dịp tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ ca nhạc, gặp một đàn anh là nhạc công vốn chơi đàn ở sân khấu của Bầu Sâu Duy Ngọc, một bầu sâu lừng lẫy thập niên 1990 mà bất kỳ ca sĩ nào cũng mong muốn được hát cho ông, thì con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của Mai Tuấn mới được mở ra. Lần đầu tiên Mai Tuấn được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp là một kỷ niệm khó quên. Hôm đó, chương trình tổ chức tại sân khấu Phú Nhuận và hội tụ hầu hết các ca sĩ ngôi sao thời ấy như Nhã Phương, Bảo Yến, Mỹ Lan. Cùng chờ để được lên sân khấu hát lót với Mai Tuấn là Yến Khoa. Vì quá đông ca sĩ nên bầu sâu Duy Ngọc nói: "Giờ ca sĩ đông quá, hai tụi con ráng ghép hát chung một bài đi, giờ tụi con vô mà không cho hát thì cũng tội." Vậy là Mai Tuấn và Yến Khoa ngồi tại chỗ tập bài Giận Hờn của Ngọc Lễ Thanh Thảo rồi lên sân khấu. Nào ngờ ca khúc được khán giả cực kỳ yêu thích, vỗ tay không ngớt. Kể từ đó Mai Tuấn và Yến Khoa được ông bầu thường xuyên gọi đi sâu. Một thời gian ngắn sau, Trung tâm Ban nhạc Đồng Dao mời hai người về công tác thu âm. Âm mưu đầu tiên mà hai người kết hợp là liên khúc hai chuyến tàu đêm phát hành dưới dạng băng cassette. Thời đó, ca sĩ nào được mời thu âm là rất hãnh diện. Ngày ấy gần như không có ca sĩ nào tự bỏ tiền ra thu âm mà do hãng băng mời. Mình vừa được hát, vừa có sản phẩm lại có tiền nên rất vui và hạnh phúc. Mai Tuấn chia sẻ trong chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Nhạc sĩ Minh Vi cũng là một trong những khán giả mua băng cassette về nghe. Đúng thời gian này, anh tiếp quản hãng băng Mưa Bụi sau khi cha qua đời. Sau khi nghe album, Minh Vi quyết định mời Mai Tuấn, Yến Khoa về công tác. Nhờ vậy, khán giả có hàng loạt các MV ca nhạc đình đám một thời của Mưa Bụi như Đám Cưới Người Ta, Tình Bọt Nước, Hoàng Tử Trong Mơ, Tình Duyên Đầu Năm, v.v. Từng làm mưa làm gió không chỉ ở thị trường âm nhạc trong nước mà còn cả ở hải ngoại. Khán giả biết đến Mai Tuấn là thầy giáo cho nên nhiều người tìm tới tận trường để gặp mặt hoặc viết thư. Thậm chí có những người chờ mình đi dạy về để đứng coi mặt. Học trò cũng thích rất nhiều. Tôi cảm thấy thời gian đó là thời gian đẹp nhất, Mai Tuấn viết. Mai Tuấn và Yến Khoa đi sâu rất nhiều, đi sâu ở tỉnh xa, hai anh em cũng chạy xe máy. Có những khi chạy xe, lủi vào giải phân cách bị ngã hoài vì ngủ gục. Về tới nhà là 2-3 giờ sáng, ngủ tới 6 giờ sáng lại dậy đi dạy. Cứ như vậy hoài nên mình lên lớp mà cứ ngủ gục. Phụ huynh phản ánh với cô hiệu trưởng, tới khi tôi ngưng đi hát tập trung vào nghề dạy học thì mới đạt được thành tích giáo viên dạy giỏi. Mai Tuấn nhớ lại. Sự nghiệp gián đoạn, 55 tuổi vẫn đi tìm hạnh phúc. Khoảng năm 1997, nhạc sĩ Minh Vi ngỏ lời mời Mai Tuấn, Yến Khoa về làm ca sĩ độc quyền. Mai Tuấn thì muốn nhận lời nhưng Yến Khoa thì không. Bởi lúc đó cô được nhiều hãng băng đĩa săn đón. Yến Khoa đi Mỹ và bắt đầu sự nghiệp solo khi trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm băng nhạc Làng Văn ở hải ngoại. Cũng kể từ giây phút này, Mai Tuấn trông trên trong sự nghiệp. Anh từng hát solo cho vài chương trình nhưng không được bầu show trân trọng như trước. Các xe sụt giảm khá nhiều, cộng thêm làn sóng xanh lúc bấy giờ bắt đầu trỗi dậy, nhạc trữ tình lắng xuống nên Mai Tuấn chán nản quyết định nghỉ hát. Quyết định nghỉ hát nhưng tối đến giờ đi diễn tôi vẫn thay đồ rồi chạy xe vòng vòng ngoài đường, vì ở nhà mọi người hỏi sao hôm nay không đi hát. Tôi không muốn gia đình buồn nên xách xe chạy đi. Một thời gian sau tôi mới nói thật là mình nghỉ hát, Mai Tuấn tâm sự. Lúc đó tôi không muốn xem TV luôn, thấy các ca sĩ nổi lên mình tủi thân. Tôi bị stress, có thời gian dài rất dài, tôi cứ lầm lũi đi dạy rồi đi học. Cái may mắn của thời gian đó là
tôi tập trung nâng cao cho nghề dạy học. Mai Tuấn nói thêm, nghỉ hát 5 năm là một tổn thất lớn trên con đường nghệ thuật của Mai Tuấn. Đó cũng là khoảng thời gian khiến anh nhiều tiếc nuối nhất. Không chỉ bị khán giả lãng quên khi quay trở lại, mà anh cũng mất đi thời gian dài không trau dồi về giọng hát, kỹ thuật biểu diễn. Bù lại, anh nghiêm túc hơn với công việc thầy giáo dạy toán và liên tục đạt thành tích giỏi trong công tác. Khi mình đi hát, nói mình đang là giáo viên thì đối tác cảm mến mình hơn, công việc cũng thuận lợi hơn. Là giáo viên thì phải gương mẫu chút xíu, tránh scandal. Đi dạy mà tắt tiếng thì tối cũng nghỉ hát luôn. Mai Tuấn thổ lộ về những được mất khi kiêm hai công việc. Đầu những năm 2000, Mai Tuấn quyết định quay lại với nghệ thuật khi thấy bạn bè hoạt động quá sôi nổi. Điều đó cứ thôi thúc anh. Thời điểm đó Mai Tuấn cũng có điều kiện kinh tế nên quyết định ra album như một cách thông báo tới khán giả, đồng nghiệp, bầu show là mình trở lại với nghề. Album Tiếng Đàn Bên Sông tuy không vang dội như kỳ vọng nhưng may mắn được khán giả đón nhận. Tới giờ mỗi khi đi show vẫn có nhiều người yêu cầu anh hát bài hát đó. Tuy nhiên không phải ai cũng biết, để trở lại với nghề Mai Tuấn đã phải bán đi một chiếc lắc vàng và một chiếc nhẫn kim cương khá lớn để có tiền ra album. Hiện tại anh đang ấp ủ cho album mới. Anh đã chuẩn bị 10 bài hát để thu âm, làm nhạc. Nếu không có gì thay đổi, sắp tới khán giả yêu nhạc sẽ được đón nghe album Mai Tuấn và nhạc sĩ Anh Việt Thu, một dự án mà anh dành nhiều tâm huyết. Tuy vẫn đầy nhiệt huyết với nghề nhưng ở tuổi 55, Mai Tuấn vẫn đang đi tìm một nửa cho mình. Anh tâm sự, hạnh phúc là vì được sống với hai nghề mình thích là đi dạy và đi hát, dù không nổi tiếng nhiều, dù không đi show nhiều. Cuộc sống độc thân thì cũng có lúc buồn, nhưng tùy theo duyên số, tôi vẫn đang chờ duyên tới. Ai mà không cần tình yêu? Thời điểm này khi tôi đã bay nhảy quá nhiều rồi, tôi cảm thấy nếu có một mái ấm gia đình thì vẫn hạnh phúc hơn. Thank you.